Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrows and Beauty. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng tôi vừa thực hiện xong một ca hair stroke lông mày và full mô cho một vị khách hàng rất xinh đẹp. Đó là bạn Thục Anh. Xin chào bạn Thục Anh. Bạn có thể giới thiệu năm nay bạn bao nhiêu tuổi và bạn đến từ đâu được không ạ? Em là Thục Anh, em đến từ Hà Đông ạ. Vâng. Trước đấy thì Thục Anh đã từng đi phút xong thẩm mỹ chưa nhỉ? Em chưa ạ, đây là lần đầu tiên em làm. Lần đầu tiên đúng không? Vậy trước khi đi làm thì mình có lo sợ gì không? Em không ạ, tại vì em được giới thiệu là ở đây làm nhưng kiểu không làm, không đau. Dạ, bằng không đau không rát đúng không? Ừ. Và trong quá trình làm là mình cảm thấy như thế nào ạ? Lúc làm thì em cảm thấy bình thường, chỉ lúc mà gần cuối thì nó hơi tê tê một chút nhưng mà cũng hết ạ. Với cả các anh chị nhân viên ở đây, mọi người đều rất là nhiệt tình, rất là kiểu tận tình chu đáo ạ, nên là em thấy cũng bình thường như ở nhà. Dạ, vâng. Bạn có thể chia sẻ cái tình trạng lông mày trước đây của mình đó ạ, có cái gì chưa hài lòng? Lông mày của em thì nó bị mờ, nó bị nhạt nên là cái khuôn mặt nó sẽ bị nhợt nhạt ạ, với cả môi nữa. Nên là bây giờ làm xong môi với cả mày thì em đi học thì em chỉ có thể sáng dậy rửa mặt rồi đi học luôn cũng được. Vâng, bình thường mình đi học thì mình có mất nhiều thời gian kẻ vẽ không? Đi học bình thường thì em chỉ đánh mũi son thôi, còn những ngày gì mà quan trọng một tí thì em sẽ làm thêm một chút lông mày và mascara. Dạ vâng. Vậy thì mời màn hình mày quay zoom sát một chút để chúng ta có thể xem kỹ tình trạng lông mày của anh nhé. Đó, sau khi hair stroke thì không hề bị sưng hay là bị đỏ rát, và sợi lông mày thật hòa quyện với sợi lông mày giá trông vô cùng tự nhiên. Và môi của bạn thì hôm nay bạn được tư vấn là màu đỏ cam đúng không ạ? Vâng ạ. Bạn có hài lòng với cái màu môi này không ạ? Anh có. Vâng, mọi người hãy chờ đón sản phẩm hair stroke lông mày và full môi phủ xương của bạn Thục Anh sau 2 tháng khi ổn định nhé. Và bạn có hài lòng với cái diện mạo mới ngay hôm nay không ạ? Anh có. Dạ vâng, rất là cảm ơn bạn. Không biết bạn có lời nào muốn đã gửi gắm đến đội ngũ của DK không ạ? Em rất cảm ơn anh chị đã tận tình chu đáo và làm việc rất là chuyên nghiệp. Dạ vâng, vậy chúc Thục Anh luôn xinh đẹp nhé. Em cảm ơn ạ. Dạ vâng, cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở trong những livestream tiếp theo.